Hỏa hoạn tại đám cưới ở Iraq, hơn 100 người thiệt mạng. Ít nhất 100 người thiệt mạng, 150 người bị thương sau khi ngọn lửa bùng lên tại sảnh tổ chức một đám cưới ở Tây Bắc Iraq. Lửa bùng lên và lan ra khắp sảnh tại cơ sở tổ chức tiệc cưới ở quận Hamdania, tỉnh Nivirat. Sau khi pháo hoa được sử dụng tại sự kiện, truyền thông quốc gia Iraq dẫn thông tin từ dân phòng địa phương sáng sớm 27 tháng 9. Thông tin ban đầu cho thấy cơ sở được xây dựng từ vật liệu dễ cháy khiến nó nhanh chóng sụp đổ. Giới chức y tế Niverbet đã ghi nhận 100 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương. Cô dâu và chú rể được cho là nằm trong số nạn nhân. Các nguồn tin địa phương cảnh báo con số thương vong còn gia tăng. Thủ tướng Iraq Muhammad Shia al-Sudani đã chỉ đạo Bộ trưởng Nội vụ và Y tế nước này triển khai mọi nỗ lực để ứng phó thảm kịch ở quận Hamdania.